Chúng ta sẽ tô bắt đầu từ đâu? Có thể là chúng ta tô áo nè. Vậy các bạn thấy là màu xanh nhạt nhé. Rồi đến đây, xanh đậm. Qua đây là nhạt. À, như vậy thì chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là tô màu ra đi rồi. Yeah. Cái thứ hai, bên này cũng thế. Phía trong tay áo cũng thế, đây cũng vậy. Như vậy thì đa số là chúng ta dùng tô màu gradient. Như vậy chúng ta sẽ tạo ra một bức ảnh Ctrl N bằng bức ảnh mà kết thúc. Lấy hình ảnh con vịt này qua. Ctrl C. Ctrl V. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn từng vùng và chúng ta tô màu. Như vậy có rất là nhiều cách để các bạn tô. Ví dụ chúng ta sẽ chọn vùng tròn của cái cánh tay. Hả? Được chưa? Rồi như vậy các bạn chọn vùng chọn. Và chúng ta sẽ chọn tô màu. Thì chúng ta chọn màu thử xem nhé. Màu thứ nhất. Màu thứ hai là các bạn chọn màu trắng. Hoặc là chọn xám. Xám xanh. Rồi. Và chúng ta chọn tô màu thì theo các bạn mình chọn kiểu tô là gì? Kiểu này Liner hay là Ryan hay là này hả này nào đây đúng không? Đây chọn tô màu được chưa? Đó, các bạn chọn tô màu ra đấy được chưa nào? Nhưng chúng ta đừng nên tô trong layer 1 mà chúng ta phải làm gì? À, new một layer mới. Rồi chúng ta đã tô màu. Như vậy các bạn đã có được cái vùng chọn của cánh tay. Tương tự như thế, bạn có chọn cái vùng chọn của dưới này. Ctrl D. Chọn ở đây. Và chúng ta cũng tạo layer mới để chúng ta tô màu. Các bạn tô màu xanh ở đây, màu trắng ở đây. Chú ý nha, chú ý thầy kéo nè. Nếu mà thầy kéo từ đây đến đây, kiểu màu nó rất là đậm. Đúng không? Mình muốn tô nhạt hơn mình làm sao? Chính xác, các bạn kéo từ ngoài này kéo vào. Đó, nó nhạt thôi. Mình chỉ lấy phần ngọn thôi. Còn phần gốc nó nằm ở bên ngoài vùng tròn này. Chúng ta lấy phần ngọn thôi thì nó sẽ nhạt hơn. Và tương tự như thế, chúng ta tô màu cho các cái vùng khác. Ví dụ như là cái tay bên này. Ví dụ tay. Rồi, tô màu từ trong này đến đây luôn. Tương tự như vậy, các bạn sẽ có tô màu crayon từ trong này ra. Từ trong ra. Được chưa? Từ trong ra. Rồi, tô màu tiếp cho gì? Cuốn sách. Cái thứ nhất. Cái thứ hai. Thứ ba ở trên này. Thứ nhất mình tô màu sao đây? Chọn một màu đậm và một màu là nhạt. Và chúng ta sẽ tô màu từ đâu các bạn? Tô từ
chỗ cây bút chì này chúng ta tô qua. Còn nếu như mà các bạn thấy là nó trên này nó hơi mờ mờ nè đó thì ra hả chưa tạo layer đúng rồi, new layer mới vùng chọn. Tô màu được không? Và tương tự như vậy các bạn tô cho hết nha.